Nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sự sống. Nước được lưu trữ cả ở bên trong lẫn bên ngoài của tế bào, làm nhiệm vụ hòa tan các chất dinh dưỡng được nạp vào trong cơ thể, đồng thời giúp điều hòa nhiệt độ và bôi trơn các chuyển động của các bộ phận khác. Chính vì vậy, việc bổ sung nước mỗi ngày là không thể thiếu. Vậy làm thế nào để việc uống nước mỗi ngày trở nên hiệu quả nhất? Việc bạn vô tình đứng uống nước sẽ làm phá vỡ sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Điều này khiến cơ thể có sự tích tụ lượng nước lớn ở bụng, khớp, có thể dẫn đến các bệnh viêm khớp. Bạn nên tạo thói quen ngồi và uống nước, hệ thần kinh và các cơ của bạn sẽ được thoải mái hơn nhiều. Chức năng lọc, đào thải chất bẩn của thận cũng hoạt động hiệu quả hơn nhiều. Dù có khát nước mấy đi chăng nữa thì bạn cũng không nên uống một lượng nước quá lớn trong cùng một lần. Thay vào đó hãy tạo dựng và duy trì thói quen uống từng ngụm nhỏ một. Khi mà chúng ta uống nhiều nước vào cùng một thời điểm thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là máu bị hòa loãng. Thứ hai nữa là tăng cái thể tích máu ở trong cơ thể, dẫn tới là có thể gây ra suy tim. Và lúc đó đào thải sẽ không kịp thì cái lượng natri ở trong máu sẽ giảm xuống. Và khi lượng natri trong máu giảm xuống thì sẽ cực kỳ nguy hiểm với lại hệ thần kinh. Việc uống một ly nước ấm vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy là một trong những thói quen lành mạnh. Nó không chỉ giúp bạn bổ sung nước sau một đêm dài say giấc ngủ mà còn góp phần vào việc loại bỏ các độc tố trong cơ thể. Ở trong uống nước thì chúng ta lưu ý như thế này, trong bữa ăn chúng ta cũng không nên uống nước, bởi vì nếu chúng ta uống như vậy thì ngay lập tức là các cái thức ăn sẽ bị đẩy nhanh xuống dưới đường ruột và không kịp hòa với dịch vị và chúng ta không tiêu hóa được. Sau khi ăn mà chúng ta uống nước thì sẽ gây ra cái hiện tượng là đường huyết ở trong máu sẽ bị hòa loãng ra và không tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa, dẫn tới đường huyết sẽ chuyển thành các cái chất béo và tích lũy trong cơ thể và chúng ta sẽ không tốt cho sức khỏe. Thói quen uống nước ấm tốt cho sức khỏe hơn nhiều so với nước lạnh. Nước đá lạnh tuy giúp giải khát tốt cho mùa hè nhưng lại vô tình làm xáo trộn quá trình tiêu hóa diễn ra ở dạ dày của bạn. Ngoài ra, nó còn làm giảm việc cung cấp máu đến các cơ quan trong cơ thể. Việc uống nước ấm hàng ngày sẽ giúp quá trình tiêu hóa cũng như trao đổi chất diễn ra tốt hơn. Thêm một vài lưu ý nhỏ nữa cho quý vị, đó là hãy sử dụng bình thủy tinh, bình sành hay bình inox có nắp đậy để trữ nước thay vì sử dụng bình nhựa. Có một điều mà quý vị có thể chưa biết, đó là nước hoàn toàn có thể bị thiêu. Vì vậy, hãy cố gắng uống hết nước trong vòng 24 giờ sau khi đã đun sôi để nguội và không nên đổ nước mới vào nước cũ bởi vì nó sẽ làm nhân lên số lượng vi khuẩn. Ngoài ra, theo một nghiên cứu y khoa của Ấn Độ thì thay vì tuân theo một lượng nước tiêu chuẩn, bạn hãy uống nước theo đúng nhu cầu của bản thân, bởi khi khát có nghĩa là não bộ đã báo rằng cơ thể đang không đủ nước để duy trì các hoạt động.